Chị ạ, em gửi chị hợp đồng, chị quyết toán thế nào với ạ? Đề nghị thanh toán đâu em? Dạ vâng, chị đợi một chút ạ. Dạ vâng ạ, em gửi chị ạ. Sếp em chưa ký à? Dạ. Bổ sung chữ ký của sếp vào cho chị. Dạ vâng ạ, em gửi chị chữ ký đầy đủ ạ. Thiếu hóa đơn nổi mà. Hóa đơn ạ? Ừ. Dạ vâng, đã đầy đủ gì yêu cầu kìa. Một tháng nữa chị thanh toán nhé. Một tháng ạ? Ừ. Dạ vâng. Đình thanh toán hóa đơn chữ ký. Ôi. Em gì anh ạ? Đây là bảng báo cáo doanh thu của nhà hàng tháng vừa rồi ạ. Trong tháng vừa rồi thì nhà hàng được khách khen rất là nhiều về chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng đồ ăn. Bao nhiêu phần trăm doanh thu em? Dạ khoảng tôi làm lại đi em. Làm lại. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Tôi đã nói các cụ cậu bao nhiêu lần rồi, khi có vấn đề xảy ra phải báo tôi ngay chứ, sao lại để đến buổi họp giao ban này thì mới nói? Thì bây giờ ai chịu trách nhiệm với việc này? Lỗi do cậu đấy, của cậu đấy. Việc này cậu giải quyết luôn đi cho anh nhá. Thấy chưa, chị bảo rồi mà. Anh thì không ăn được cay, em tư vấn cho anh món nào mà không cay. Dạ vâng, vậy đầu tiên cho em hỏi một chút là nhà mình có dùng lẩu hay là các loại cơm chiên không xào hay là... Anh ăn lẩu. Lẩu, dạ vâng, thì lẩu thì em sẽ có
lẩu chua cay với hải sản và lẩu không cay. Thì cái này dùng thịt bò hoặc là hải sản. Ok, tươi rồi, mang hết ra đây cho anh nhé. Đi em ơi. Thế em bảo vật này ạ. Cái cỏ kinh doanh nào vậy? 200% ạ. Ồ. Các bạn ạ, chúng ta đã trở thành